Vi Premium là dòng sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa toàn diện, dành cho những người mong muốn sở hữu một làn da đẹp tự nhiên mà không cần trang điểm. Premium kết hợp các nguyên liệu tự nhiên và công nghệ tiên tiến để chủ động trẻ hóa làn da, mang lại vẻ trắng sáng và chống lại các dấu hiệu lão hóa. Để có được hiệu quả tốt nhất, hãy sử dụng sản phẩm theo 4 bước như sau. Bước đầu tiên là tẩy trang và làm sạch làn da. Kem tẩy trang Creamy Cleanser lấy một lượng vừa phải kem rửa mặt để làm sạch lớp trang điểm và bụi bẩn trên da. Massage nhẹ nhàng bằng các ngón tay, đặc biệt là vùng da quanh cánh mũi, để làm sạch da từ các lỗ chân lông. Tinh chất từ nước mơ và lợi khuẩn Lactobacillus có trong sữa rửa mặt sẽ giúp rửa sạch các chất bụi bẩn và da chết. Sữa rửa mặt tạo bọt Smooth Foaming Wash. Lấy một lượng nhỏ sữa rửa mặt tạo bọt Foaming Cleanser, xoa thật nhẹ nhàng với một ít nước để tạo bọt. Chỉ thoa bọt sữa rửa mặt lên da. Bọt sữa rửa mặt sẽ nhẹ nhàng lấy đi các tạp chất trên da mà không gây kích ứng da. Làn da bạn sẽ được làm sạch, dưỡng ẩm mà không hề bị cảm giác căng da. Bước 2, dưỡng ẩm. Thấm một lượng nhỏ nước thơm cân bằng da lên bông tẩy trang. Nhẹ nhàng thấm bông trang điểm từ giữa ra ngoài khuôn mặt và chấm nhẹ lên vùng chữ T dọc sống mũi. Be Premium Exfoliating Toner nhẹ nhàng làm mềm da, dưỡng ẩm, làm giảm chất glycation gây lão hóa da, giúp da luôn sáng mịn. Lấy một lượng nhỏ tinh chất thơm cân bằng da Softening Refiner ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên mặt để tăng độ ẩm cho da, giúp da săn chắc và được cung cấp đầy đủ dưỡng chất. Softening Refiner thích hợp cho da khô và da nhạy cảm. Bước 3, chăm sóc đặc biệt. Sử dụng 1-2 giọt tinh chất dưỡng trắng da Bright Essence hàng ngày. Be Premium Bright Essence chứa các hoạt chất giúp chống lão hóa, chống oxy hóa, dưỡng ẩm và chống viêm da. Nhờ vậy, làn da của bạn được chống lão hóa toàn diện và đồng thời trắng sáng hơn. Bước cuối cùng là bước rất quan trọng, đó là kiểm soát độ ẩm và cân bằng dầu trên da. Sữa ong chúa, nhân sâm và chuỗi protein peptide giữ cho da mềm mịn và tăng sức sống và đàn hồi cho làn da. Sử dụng một lượng nhỏ sữa dưỡng ẩm Moisturizing Milk và kem dưỡng Beautifying Cream sẽ giúp da giữ được độ cân bằng hoàn hảo giữa nước và dầu. Kem dưỡng ẩm giàu dưỡng chất sẽ thấm sâu vào da, giúp da đàn hồi mịn màng từ trong ra ngoài. Chỉ 4 bước mỗi ngày, bạn sẽ thấy được chuyển biến rõ rệt và làn da của bạn sẽ ngày một hoàn hảo hơn. Bước 1, rửa sạch mặt với Creamy Cleanser và Smooth Foaming Wash. Cleanse your skin to perfection. Step
Bước 2, dưỡng ẩm với Exfoliating Toner và Softening Refiner giúp bổ sung dưỡng chất và tăng độ ẩm cho da. Bước 3, chăm sóc đặc biệt. Tinh chất Bright Essence giúp da sáng mịn hơn. Bước 4, làm mềm da và trẻ hóa làn da. Moisturizing Milk và Beautifying Cream nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Be Premium giúp bạn chăm sóc da một cách chủ động để có được một làn da đẹp hoàn hảo mà không cần trang điểm. Be Premium. Be Perfect. Đẳng cấp. Hoàn hảo.